Xin chào tất cả các bạn quay trở lại video tô màu của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu bức tranh về rabbit nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ đi tô màu chiếc mũ trước nha các bạn. Như vậy thì mình đã tô màu xong chiếc mũ ở nhà các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi tô màu bộ quần áo. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc cặp nha các bạn.
con thỏ, cái tay của con gái nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu như chú thỏ xung quanh nha các bạn. Như vậy thì mình đã tô màu xong những chú thỏ rồi nha các bạn. Và trên tay mình đây là bức tranh về rabbit mình đã tô màu xong rồi nha các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người những video tô màu tiếp theo của mình.